ngõ số 1 phố Tôn Thất Tùng thuộc phường Khương Thượng, quận Đống Đa. Xe thu gom chứa đầy rác thải được tập kết ngay trên mặt đường, chiếm phần lớn không gian, gây cản trở giao thông và khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh. Rác từ khắp nơi dồn về, tập kết ngoài giờ quy định, khiến không gian khu vực bốc mùi xú uế. Ai đi qua cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở. Đáng nói là tình trạng này tồn tại đã lâu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nhưng đến nay, chính quyền sở tại vẫn chưa bố trí điểm tập kết rác hợp lý. Nhiều người thì cho rằng, nếu đơn vị thu gom chấp hành đúng thời gian quy định, thì tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh cũng giảm đi rất nhiều.